chuyện gì vậy? Cục cưng, tội nghiệp của mẹ. Dạ, đau này, đau này, gối con rất đau mẹ này. Đau này, đau này, ấu giúp con đi mẹ này. Đau này, đau này, ôi thật đau mà, con có một vết thương đầy này. Ồ, đến đây nào bé con. Con yêu, không phải con cũng... Ôi thật đau mà bé con ta đập vô đầu. Ôi thật đau mà hãy đưa bé ngay vô giường. Ôi thật đau mà, ôi thật đau mà, con có một vết thương. Tội nghiệp con. Vết thương này nào con yêu. Đau rồi, té nên bé đau chân rồi. Đau rồi, rất đau thật tệ chỉ biết. Đau này, ôi thật đau mà, em có một vết thương. Tội nghiệp Suzy. Vết thương này đau mình nhẹ nhàng. Ồ không, mẹ cũng bị đau. Ôi mẹ đau rồi, ngón cái bông đau rất nhiều. Đau thật đau mà, mẹ thật là trẻ con. đau này, ôi thật đau mà, vết thương cũng có đây này. Con thấy không? Vết thương này chúng ta làm, yêu thương nhau nỗi đau sẽ không còn. Thương mẹ quá. Ồ, mẹ không sao, mẹ có bác sĩ Vindy và một vài y tá sinh đôi giúp mẹ cảm thấy tốt hơn đó. Đúng rồi. Các bạn ơi, quả là một đêm dài chăm sóc cặp song sinh. Bạn là em trai và em gái rất dễ thương. Yeah, nhưng bây giờ đã quá giờ đi ngủ của họ. Được rồi, thôi nào các em nhỏ. Đến lúc đi ngủ. Tớ biết, hãy hát bài hát ru mà mẹ mình hát để giúp cặp song sinh buồn ngủ trở lại. Ý hay đó. Ngủ ngoan nhé em, trên cành cây ở kia. Và cơn gió đưa chiếc nôi lắc lư hoài. Cành cây gãy đi, nôi này rơi xuống đây. Và mình đến chiếc nôi, em bé mình không sao. Này em, này. Hai bạn sinh đôi nghịch ngợm. Oh jeez, điều đó không suôn sẻ lắm phải không? Làm ơn hãy ngủ đi. Này, chúng ta hãy thử. Ngọt ngào ấm ghê, mơ màng bé ngủ say. Mẹ thì hát ca trên chiếc ghế đu đưa. Mẹ thì lắc lư, nôi này cùng lắc lư. Và mặc dù ngủ say vẫn nghe lời cô ca. Cậu này, cặp song sinh nhỏ này sẽ ngủ phải không? Tôi cũng mong là như vậy. Được rồi cô gái nhỏ, trở lại giường của mình đi. Chúng tôi sẽ hát cho bạn một chút nữa. Ngủ nào bé ơi, trên trời cao ở kia. Và những đám mây bay cao rất dễ dàng.
rồi các bạn. Một lần nữa, chúng ta hãy đưa cả hai anh em sinh đôi đi ngủ một lần cuối nhé. Ngủ ngoan nhé em, chớ sợ này bé yêu. Mình đừng có lo, chúng tôi luôn ở gần. Giường này ấm ghê, nhắm chặt mắt đi. Bây giờ bé ngủ yên cho đến tận sáng mai. Ngủ ngoan nhé các bạn bom. Mẹ ơi, có chuyện gì với cặp song sinh vậy? À, Wendy, mẹ e rằng em đang cảm thấy khó chịu vì thời tiết, tội nghiệp các bạn nhỏ. Ồ không, vậy là các em ốm rồi phải không mẹ? Ừ, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc chúng. Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Bé Peter xôn môi rồi đây, đôi má hồng tươi, nhìn bé muốn ngủ ngay bây giờ. Trong yêu ớt làm sao? Thôi em Suzy baby home, đôi mắt thì ngưa, muốn giúp bé ngay thôi. Làm cho em bé nhăn khóe vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm. Giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm. Nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Bé Suzy bé sốt rồi đây, ô phải làm sao? Miên giang đây ôi chao lạnh, ở đây vì em. Bụng cô bé Peter đau rồi, đáng thương làm sao? Uống thuốc nhé bé chớ sợ gì, và nghe chúng ta ca hát. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm. Giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm. Nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Đôi khi chúng ta ôm chút thôi mà, tồi tệ lắm thay. Xung quanh bàn với gia đình, kề bên những lúc ta luôn cần. Đừng có buông thế bé này. Mẹ ơi, có vẻ như hai em bé đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Ừ, đúng rồi Wendy. Con thấy các em bé nhỏ có sự khác biệt lớn như thế nào khi các em cảm thấy bị bệnh rồi đó. Dạ, đó là liều thuốc tốt nhất. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm. Giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm. Nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Chúng ta bơi, bơi với nhau. Chú cá đây thật dễ thương, mong ước sao chú cá kia luôn ở đây để bơi với tôi. Và trong mờ đó kia, điều chi chúng ta thấy? Biển xanh chúng ta đi cùng đi chơi nhé, làm những bạn cá mập. Chú cá đó, chú cá đó, ba 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 bom. Chú cá đó, chú cá đó, ba 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 bom. Oh yeah. Chú cá đó, chú cá đó, ba 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 bom. Yeah. Chú cá đó, chú cá đó, ba 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 bom. Oh yeah. Trong mưa đó kia, điều chi chúng ta thấy? Biển xanh chúng ta đi cùng đi chơi nhé, đặt những bàn
mập. Chu ca đó ma. Chu ca đó ma. Oh yeah. Chu ca đó ma. Yeah. Chu ca đó ma. Oh yeah. Nhìn kìa, cá mập gì? Chu ca đó sa. Yeah. Chu ca đó sa. Oh yeah. Chu ca đó sa. Yeah. Chu ca đó sa. Oh yeah. Yeah. Wow. Trong ở đó kia, điều chi chúng ta thấy? Chúng ta hãy nghe đi lời ca tiếng hát nào những bạn cá mập. Cá mập cha, cá mập cha, da 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 da. Yeah. Cá mập cha, cá mập cha, da 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 da. Oh yeah. Cá mập cha, cá mập cha, da 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 da. Yeah. Cá mập cha, cá mập cha, da 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 da. Oh yeah. Đây là cá mập anh. Cá mập anh, cá mập anh, ba 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 ba. Yeah. Cá mập anh, cá mập anh, ba 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 ba. Oh yeah. Cá mập anh, cá mập anh, ba 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 ba. Yeah. Cá mập anh, cá mập anh, ba 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 ba. Oh yeah. Trong ở đó kia, điều chi chúng ta thấy? Chiếc khăn len đang song tăng chúng ta đó. Nào những bạn cá mập ơi. Cá mập bà, cá mập bà, ga 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 ga. Yeah. Cá mập bà, cá mập bà, ga 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 ga. Oh yeah. Cá mập bà, cá mập bà, ga 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 ga. Yeah. Cá mập bà, cá mập bà, ga 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 ga. Oh yeah. Bơi đã xong, kết thúc thôi, ta phải đi chung với nhau. Nhưng trước tiên nói câu bye bye, những chú cá xinh bạn của ta. Yeah. Và trong ở đó kia, điều chi chúng ta thấy? Ông đang chơi guitar thật say mê quá. Nào những bạn cá mập. Cá mập ông, cá mập ông, ba 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 ba. Yeah. Cá mập ông, cá mập ông, ba 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 ba. Oh yeah. Cá mập ông, cá mập ông, ba 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 ba. Yeah. Cá mập ông, cá mập ông, ba 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 ba. Oh yeah. Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, bye 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 bye. Yeah. Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, bye 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 bye. Oh yeah. Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, bye 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 bye. Yeah. Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, bye 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 bye. Oh yeah. Wow, mình vừa thấy một giấc mơ điên rồ nhất. Tất cả chúng ta đều bơi dưới biển với một gia đình cá mập tuyệt vời. Tớ cũng vậy. Này, có chuyện gì vậy Nathan? Tại sao hôm nay bạn lại im lặng vậy? À, một vài bạn trong trường trêu chọc mình. Họ gọi tớ là Humpty Dumpty. Bạn biết đó, đôi khi tớ hay ngã khi đá bóng. À, đừng lo lắng Nathan, chúng tớ sẽ đỡ bạn khi ngã. Đó là điều mà bạn bè nên làm. Ha ha ha, bạn an tâm, chúng tớ sẽ cổ vũ bạn. Các bạn trong trường sẽ nói gì nhỉ? Nào, hãy để tôi hát cho bạn nghe. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, ngủ cùng vua cha và quân lính của ông. Humpty không thể ở trên tường này nữa đâu. Nathan tội nghiệp, điều đó thật không hay. Nào, nâng cầm câu ấy lên, tôi biết làm thế nào để bài hát này làm bạn vui hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đừng rơi mất thôi. Woohoo, ha ha. Hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đừng rơi mà thôi. Ôi cảm ơn Karen, bạn thật ngọt ngào. Chúng ta là bạn bè, những người đàn ông, chúng tớ luôn theo sau bạn. Đúng đó. Đừng nghe các bạn ở trường, chúng tớ yêu bạn như chính bạn. Bây giờ hãy để mình hát cho bạn nghe nhé. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, mọi người đồng lòng chàng trai và cô gái nâng Humpty lên cùng với tiếng vỗ tay. Giờ tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các bạn. Bé
Bây giờ tất cả hãy cùng hát với nhau và đừng quên, chúng tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhiều bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhờ bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Được rồi Wendy, ngồi trước TV vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải hoàn thành một số công việc nha. Nhưng mẹ, con không muốn đâu. Bây giờ đừng tranh luận với mẹ Wendy, tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm. Mẹ muốn con đến trường học thôi, mẹ muốn con làm sạch hồ bơi. Con buộc phải tuân theo quy tắc và làm tất cả nghe không? Con không muốn đi đến trường đâu, hồ bơi con không muốn dọn đâu. Con không muốn làm theo quy tắc, con chỉ muốn chơi thôi. Wendy, đừng nghịch ngợm như vậy. Nhưng mẹ, mẹ luôn nói với con rằng chúng ta phải nói làm ơn khi chúng ta muốn điều gì đó được thực hiện. Cố gắng lên nhé Wendy. Mẹ là mẹ của con nên con luôn phải làm như mẹ nói. Mẹ muốn con dọn phòng của con, mẹ muốn con sử dụng chổi này, hoàn thành nó mặt không nhăn nhó. Hãy làm việc đó nghe chưa? Con không muốn dọn phòng của con không muốn sử dụng chổi này, con không muốn dừng ngay nhăn nhó, con chỉ muốn chơi thôi. Đến lúc làm bài tập. Con chẳng muốn đâu. Đi ngủ thôi. Con chẳng muốn đâu. Ăn rau đi. Con chẳng muốn đâu. Xếp vườn zin đi. Con chẳng muốn đâu. Đọc quyển sách. Con chẳng muốn đâu. Làm cho tốt. Con chẳng muốn đâu. Chà răng nhé. Con chẳng muốn đâu. Giờ đi ngủ đi. Con chỉ không muốn làm, con không muốn mình ăn rau đâu. Con không muốn quần jean con xếp. Con chỉ muốn được xem tivi và con chỉ muốn ở không. Ok, điều này đang trở nên ngớ ngẩn, mẹ sẽ làm gì với con đây? Mẹ biết rồi. Mẹ muốn con ăn một ít bánh, mẹ muốn con luôn tỉnh táo nè, có niềm vui ngồi xem tivi. Làm ơn làm nó đi con. Chẳng muốn đâu ăn vài cái bánh, con chẳng muốn phải thức giấc đâu. Con chẳng muốn được xem tivi, con chỉ muốn ở không thôi. Này mẹ, mẹ lừa con. Những cái cuối cùng là những gì con muốn làm. À, điều đó quá tệ phải không? Lẽ ra con nên lắng nghe. À, và có lẽ làm như con đã nói là rất khó. Dạ, đúng rồi mẹ. Con xin lỗi, con muốn trở nên tốt. Đó mới là con gái của mẹ. À, một con nhện. Tránh xa đi ông nhện. Wow, chuyện gì xảy ra vậy Caro? Những con nhện thật đáng sợ. Không, chúng không. Chúng không thể làm tổn thương bạn. Chúng chỉ nhỏ bé và bạn lớn hơn rất nhiều. Nhưng chúng thật đáng sợ. Không, chúng rất thân thiện và chúng luôn đứng dậy khi bị ngã. Hãy xem này. Nhìn Inswing Si Chu nó leo lên cái vòi. Và rồi cơn mưa cuốn cho nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từ cơn mưa rào. Và nhìn Inswing Si Chu ta lại leo lên vòi. Nhìn Inswing Si này, nhìn Inswing Si này. Leo cao nào Inswing này, leo cao nào Inswing này. Tôi không biết, anh ấy trông vẫn hơi ma quá đối với mình. Không, anh ấy chỉ đang làm việc của mình. Nhìn Inswing Si Chu nó leo lên cửa chuồng. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống sàn. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Inswing Si Chu ta lại leo cửa chuồng. Nhìn Inswing Si này, nhìn Inswing Si này. Leo cao nào Inswing này, leo cao nào Inswing này. Tôi đoán anh ấy
ấy thật dễ thương. Chắc là vậy. Và anh ấy tiếp tục leo lên. Nhìn Insy Winsy Chu nó leo lên cái cây. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống đây. Mặt trời soi sáng hong khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Insy Winsy Chu ta lại leo cây rồi. Nhìn Insy Winsy này, nhìn Insy Winsy này, leo cao nào Insy này, leo cao nào Insy này. Nhìn Insy Winsy Chu nó leo lên cây vòi. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hong khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Insy Winsy Chu ta lại leo lên vòi. Nhìn Insy Winsy này, nhìn Insy Winsy này, leo cao nào Insy này, leo cao nào Insy này. Bạn nói đúng Nico. Những con nhện thật tuyệt vời. Đúng vậy. Và Insy là người bạn tám chân rất yêu thích của mình. Chuyện gì vậy, cục cưng, tội nghiệp của mẹ? Dạ. Đau này, gối con rất đau mẹ này. Đau này, ô giúp con đi mẹ này. Đau này, ôi thật đau mà con có một vết thương đầy này. Ồ, đến đây nào bé con. Con yêu, không phải con cũng... Ôi thật đau mà bé con ta đập vô đầu. Ôi thật đau mà hãy đưa bé ngay vô giường. Ôi thật đau mà... Ôi thật đau mà con có một vết thương. Tội nghiệp con. Vết thương này nào con yêu. Đau rồi té nên bé đau chân rồi. Đau rồi rất đau thật tệ chỉ biết. Đau này, ôi thật đau mà em có một vết thương. Tội nghiệp Suzy. Vết thương này đau mình nhẹ nhàng. Ồ không, mẹ cũng bị đau. Ôi mẹ đau rồi ngón cái bông đau rất nhiều. Đau thật đau mà mẹ thật là trẻ con. đau này, ôi thật đau mà vết thương cũng có đây này. Con thấy không? Vết thương này chúng ta làm yêu thương nhau nỗi đau sẽ không còn. Thương mẹ quá. Ồ, mẹ không sao. Mẹ có bác sĩ Vindy và một vài y tá sinh đôi giúp mẹ cảm thấy tốt hơn đó. Đúng rồi. Này các bạn, tôi có ý tưởng cho một bài hát để hát cho vở kịch của trường. Tuyệt vời, nó là gì Wendy? Đó là một bài hát về mỗi chàng trai và cô gái trông khác nhau ở bên ngoài. Nhưng thật sự, tất cả chúng ta đều giống nhau ở bên trong. Ý bạn là gì? Tôi sẽ chỉ cho bạn, sau đó tất cả chúng ta có thể tập luyện cùng nhau tối nay cho vở kịch ngày mai. Nghe tốt với tôi. Ma bê tròn, cầm chè sâu, hồng bờ môi, răng trắng tươi, tóc đỏ hoe, thật đẹp ghê, mắt màu xanh, trông yêu ghê, trái tim này, ôi đầy tình yêu, chàng đôi thay, trí tuệ thông minh, môi cách làm, ôi đặc biệt ghê, bạn
làm bọn tôi luôn mỉm cười. Riêng biệt, mỗi chúng ta luôn riêng biệt, riêng biệt, riêng biệt, tất cả chúng ta riêng biệt. Oh Wendy, bài hát này thật là hoàn hảo cho vở kịch. Oh, tôi hiểu nó là gì. Tất cả chúng ta có thể trông khác nhau, nhưng trong trái tim của chúng ta, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chính xác. Bây giờ đến lượt bạn Carol. Bạn đóng vai chính và bạn nói cho Nathan biết điều gì khiến anh ấy trở nên đặc biệt. Chắc chắn rồi. Má bé tròn, mùi dễ thương, mặt đẹp xinh, áo ngộ ghê, tóc sắc nâu, nhìn vào đây, mắt màu nâu, trắng cao mây, với trái tim ôi đầy tình yêu, chàng đôi thay, trí tuệ thông minh, ôi quá tuyệt, trong mọi mặt luôn, mang lại niềm vui, suốt cả ngày. Riêng biệt, mỗi chúng ta luôn riêng biệt, riêng biệt, riêng biệt, tất cả chúng ta riêng biệt. Oh, gee, điều đó làm cho tôi cảm thấy rất đặc biệt. Bạn thật đặc biệt. Được rồi, Nico, bạn lên sân khấu trung tâm. Nathan, hát đi. Bạn hiểu rồi. Ma bê tròn, tóc thì xoăn, nhảy vòng quanh, khắp nơi đây, phong cách tuyệt, tự tế cười, mắt màu xanh, không dối gian, với trái tim, ôi đầy tình yêu, chàng đôi thay, trí tuệ thông minh, mỗi cách làm, ôi đặc biệt ghê, bạn làm bọn tôi luôn mỉm cười. Riêng biệt, mỗi chúng ta luôn riêng biệt, riêng biệt, riêng biệt, tất cả chúng ta riêng biệt. Má bé tròn, tóc vàng hoe, thể hiện ra quan tâm chúng ta, cái nút môi thích tạo dáng, thích cùng chơi với nhau cả ngày, với trái tim ôi đầy tình yêu, chàng đôi thay, trí tuệ thông minh, mỗi cách làm ôi thật là vui, bạn làm bọn tôi luôn mỉm cười. Riêng biệt, mỗi chúng ta luôn riêng biệt, riêng biệt, riêng biệt, tất cả chúng ta riêng biệt. Điều đó thật tuyệt. Được rồi các bạn, chương trình sẽ diễn ra vào tối mai. Về nhà và ngủ một giấc ngon lành. Cảm ơn Wendy. Ngủ ngon các bạn. Tạm biệt. Tạm biệt. Ngủ ngon. Tạm biệt. Ngủ ngon. Này các cậu, ai muốn đi bơi nào? Chuyện gì vậy Nathan? À là vậy nè, mình không biết bơi. Đừng lo mà, bọn mình có thể dạy cậu. Ừ, đi thôi. Bạn học bơi đi nhé, học bơi bơi bơi. Và bạn ơi hãy nhớ điều trước tiên đây. Bạn cần lắng nghe mọi thứ, học nhiều quy tắc. Rất vui khi đến trường học bơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Bơi lội ô bơi này, bơi thì rất tuyệt nha. Yeah! Yeah! Wow, tôi không thể chờ để có thể bơi được giống các bạn. Wait, dừng lại Nathan. Đầu tiên, bạn phải chắc là bạn được an toàn. Nào bạn hãy nào dang đôi tay và chung giúp bạn nổi thật lâu lâu lâu. Và hồ bơi quanh đó nổi ở trên đấy. Và đó là cách an toàn bạn ơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Bơi lội ô bơi này, bơi thì rất tuyệt.
và bạn hãy nhớ lấy thật chậm thôi. Bằng chân bé ta bắt đầu đá, sẽ sớm thôi, bơi thật dễ dàng. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Là vui quá. Gì tiếp theo? Giờ bạn cần di chuyển cánh tay của bạn, bạn sẽ bơi ngay lập tức. Vung tay của bạn đó và bay bay bay, làm như con chim nhỏ cậu bay lên cao. Bạn sẽ thấy tâm thần đang di chuyển, chúng ta hát bơi lội bài ca. Bơi lội mình bơi được rồi, đây là cá bơi bơi. Và điều mình mong ước, mình mong mong mong, mình thật lòng mong ước không kết thúc. Bơi thật là tốt, bạn mình ơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Gia đình trốn tìm. Mình sẽ là mẹ và Mark. Bạn có thể là ba. Được rồi, tất cả hãy trốn và im lặng như những con chuột nhỏ. Là ngón tay cha, là ngón tay cha, cha ở đâu? Ở ngay đây, ở ngay đây, con yêu thế nào? Là ngón tay cha, là ngón tay cha, cha ở đâu? Ở ngay đây, ở ngay đây, con yêu khỏe không? Tìm thấy cha rồi, tìm thấy tôi, bạn đã tìm thấy tôi. Bây giờ đến lượt bạn trốn đi. Được thôi. Mẹ ngón tay ơi, mẹ ngón tay ơi, mẹ ở đâu? Ở ngay đây, yêu bé nhiều. Mẹ ngón tay ơi, mẹ ngón tay ơi, mẹ ở đâu? Ở ngay đây, con yêu mẹ. Hey hey hey, tìm thấy mẹ rồi. Ô, tôi tìm thấy bạn rồi, hay ghê. Tìm tôi, bây giờ đi tìm những người khác. Là ngón tay anh, là ngón tay anh ở đâu? Ở ngay đây, ngay kế bên. Là ngón tay anh ở đâu? Ở ngay đây, ở ngay kế bên. Này, tôi bắt được bạn rồi, anh trai. Ô, tìm được tôi, giờ tôi sẽ tìm người khác. Chị ngón tay đây, chị ngón tay đây, chị ở đâu? Ở ngay đây, bạn tìm thấy tôi. Chị ngón tay đây, chị ngón tay đây, chị ở đâu? Ở ngay đây, bạn tìm thấy tôi. Tìm thấy được chị rồi. Ồ nhóc, ô nhóc. Em đã tìm được, giờ tôi sẽ tìm một người khác. Là ngón tay em ở đâu? Ở ngay đây, em mặc áo xanh. Là ngón tay em ở đâu? Ở ngay đây, em mặc áo xanh. Tôi đã tìm thấy rồi cậu bé con. Đó là tôi là em bé. À, giờ chúng ta đã tìm thấy mọi người. Chào mừng đến với buổi tiệc trái cây hàng năm của Bom Buddies. Mang đến cho bạn bởi chúng tôi những loại trái cây dễ thương. Đúng rồi các chàng trai cô gái, mỗi năm một lần tất cả chúng ta đều gặp nhau và ăn mặc như những gì chúng ta yêu thích. Bạn đã đoán ra quả. Xem đây, tôi là quà chuối này. Tớ sắc vàng tươi và thật vui ăn vào thức ăn tuyệt vời của khỉ này. Tớ thật sự ngon bạn ơi.
ta kia trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta, trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah, bằng tay trái cây rất ngon và dễ thương. Xin chào, tôi là một quả cam. Tôi đây trên một cây cam này. Người ta uống tôi gọi là nước cam này. Vitamin C mình có đủ. Vì vậy tôi là quả táo này. Chất xơ nếu ta cần thì tôi đây này. Xanh với đó tôi màu sắc này. Tôi đây được nước cùng chiếc bánh. Đến tất cả trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta, trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah, một tô trái cây rất ngon và dễ thương. Các bạn tới đây là qua bên này. Có khi xem tôi như là rau, nhưng không, tôi đây giống như một loại trái cây. Hãy trong thân tôi như cục đá. Xin chào, tôi là quả dưa này. Tôi đây sống ở miền nhiệt đới rất tuyệt. Tôi có kiểu tóc gai nhọn xinh đẹp. Bạn ăn tôi từng miếng thôi. Đến tất cả trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta, trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah, bằng tay trái cây rất ngon và dễ thương. Bằng tay trái cây rất ngon và dễ thương. Bằng tay trái cây rất ngon và dễ thương. Này các bạn nói gì hôm nay chúng ta đi phiêu lưu phải không? Ừ, đi công viên hoặc sở thú. Nathan, cậu có thể yêu cầu mẹ đưa chúng ta đi. Mình không biết nữa các bạn, hôm nay mẹ có vẻ rất bận. Thôi nào Nathan, bọn mình muốn đi chơi. Được rồi, mình sẽ cố. Mẹ ơi! Chúng con muốn đi chơi mẹ này. Không mẹ ơi. Chúng con chơi slam được không đấy? Không không nào. Kẹo bánh chúng con ăn nhiều. Chẳng có cho. Đi mà mẹ, chúng con có thể không? Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Ồ các cậu, mẹ mình không bao giờ cho chúng ta đi bất cứ đâu. Này, có lẽ mình có thể thử hỏi và xem điều đó có giúp ích được không? Ý kiến hay, chúc may mắn. Bài tập con chân buông làm. Không bé ơi. Ăn thật nhiều món tráng miệng ngon. Không không nào. Chúng con muốn chơi bowling. Chẳng có cho. Thậm chí là đi dạo. Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Chẳng còn hy vọng gì. Chờ đã, để mình thử. Mẹ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và dễ thương của mình. Ở đây không có gì. Chúng con xem phim nha mẹ. Không mẹ ơi. Có thể u sinh tô này. Không không nào. Ngu qua đêm thế nào. Chẳng có cho. Chơi lang thang bên ngoài nhé. Mẹ nói không. Kem thì thế nào mẹ. Nà à. Đi chơi với đội bóng đá của con. Không. Chúng con thức khuya được không? Không đời nào. Đi ra ngoài công viên và chơi. Không 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 mà. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Rồi, mình đoán mọi thứ đã an bài. Không có cuộc phiêu lưu ngày hôm nay cho các bạn. Ồ, các con, mẹ đã hoàn thành công việc của mình. Món kem đó thì sao? Thật ước, tuyệt vời. Cảm ơn mẹ.
các em, đã đến giờ giải lao. Hôm nay ra ngoài chơi sẽ rất vui đấy. Hãy chờ đợi các bạn trước khi chúng ta trở lại lớp. Điều rất quan trọng là phải rửa tay. Nhưng tại sao vậy cô? Để cô giải thích. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Giữ chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Khi chúng ta vui chơi, bạn ơi không nên quên. Ở ngoài trời thật nhiều vi trùng ở khắp mọi nơi, chẳng thể thấy chúng đâu, chúng rơi thật sâu vào bên trong. Chúng ta phải rửa tay, rửa 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 đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Giữ chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Ôi rắc bắn khắp nơi, nhặt rắc đi bạn ơi. Phải rửa tay đó nha, rửa thật sạch bạn ơi. Khi chúng ta đi vệ sinh xong, không được quên đó nha. Hát lên giai điệu này. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Rửa sạch tay, xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Tạm biệt, cảm ơn cô. Tạm biệt, các em nhớ tiếp tục rửa tay của mình nhé. Này các con, bữa tối sắp chuẩn bị xong, đừng quên tắm rửa sạch sẽ nhé. Khi ta đi xe buýt hay đi bộ lang thang, xin đừng có quên vi trùng luôn ở quanh ta. Trùng nhỏ bé, chúng ở khắp mọi nơi. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Thấy rất vui khi chơi với chó cưng. Đừng có quên điều này, chân của chúng rất là bẩn. Đôi tay ta làm ra rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Giữ chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Ăn tối nào các con. Tuyết, con đang đói bụng. Và đôi tay của chúng ta chưa bao giờ sạch hơn vậy. Thắt dây an toàn đi mọi người, chúng ta có một chuyến đi gặp ghềnh đấy. Đã đến lúc cho một cuộc phiêu lưu. Buộc chặt dây an toàn của bạn cho chuyến đi trên xe buýt. Đi nào. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi. Trẻ con trên xe buýt vui vẻ nô đùa, chúng nô đùa, chúng nô đùa. Trẻ con trên xe buýt vui vẻ nô đùa, chúng mình cùng đi. Hãy chơi một trò chơi. Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Mời quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình. Thứ gì đó bắt đầu với C? Tớ biết là kho xe hơi. Đúng rồi. Còi to trên xe buýt kêu bíp 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 bíp. Còi to trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, chúng mình cùng đi. Cười nào, tôi là một cowboy. Hàng cưa trên xe buýt luôn đóng ra vào, mở ra rồi đóng, đóng rồi mở ra. Hàng cưa trên xe buýt luôn đóng ra vào, chúng mình cùng đi. Được rồi, đến lượt tôi. Mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình thứ gì đó bắt đầu bằng chữ T. Tớ biết, là tree, cái cây. Đúng rồi. Trẻ con trên xe buýt nhảy xuống lên hoài, xuống lên hoài, xuống lên hoài. Trẻ con trên xe buýt nhảy xuống lên hoài, chúng mình cùng đi.
tài xế trên xe buýt nói hay ngoan nào, hay ngoan nào, hay ngoan nào. Tài xế trên xe buýt nói hay ngoan nào, chúng mình cùng đi. Nào ta hãy cùng nhau nói yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Nào ta hãy cùng nhau nói yeah yeah yeah, chúng mình cùng đi. Yeah, mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình thứ gì đó bắt đầu với F. Friends, bạn bè. Yeehaw. Yeah, yeehaw. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi. Này các con, ai muốn ăn kem nào? Con. Bạn không quên thứ gì đó chứ Nathan? Những lời kỳ diệu. Làm ơn và cảm ơn. Ôi. Cảm ơn làm ơn. Hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn. Nói giúp ta lịch sự ban ơi. Chiếc bánh nướng mẹ làm cho tôi, mẹ bỏ ra cả buổi chiều nướng cho. Mỗi khi ăn chiếc bánh đó, ôm mẹ vào lòng tôi và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn. Cảm ơn làm ơn. Đồ chơi tôi mới có, đó món quà của ba, đó là thứ tôi luôn mong chờ. Tôi đây vui lắm và vào lúc lấy nó, khôi người của ba, tôi nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn. Cảm ơn làm ơn. Bạn tốt của tôi đang thả diều kia, trông tuyệt ghê ta và mình đây muôn thứ. Nhìn vào ánh mắt đó với nụ cười tươi và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn. Cảm ơn làm ơn. Mình ngồi ở trên lớp trong một ngày kia, phải đi vệ sinh liền ngay lập tức, liền giơ cánh tay ngắt lời thầy cô và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn. Cảm ơn làm ơn. À, thật là một ngày hoàn hảo cho một buổi dã ngoại trong công viên. Vâng, hoàn hảo. Có thể có thứ gì đó khiến chúng ta không thể đi. Ôi trời ơi, cơn mưa này không biết từ đâu mà ra. Này cậu, trời đang đổ mưa thật rồi. Nhanh, hãy trui dưới cái cây này. Được đó. Mưa này, đi đi nào. Hôm khác bạn hãy đến nơi này. Tớ với Carol muốn ra ngoài. Mưa hơi hay đi đi. Đổ mưa rồi, đổ mưa rồi. Trời mưa rồi, chán thật mà. Ô mưa rồi, đổ mưa rồi. Đừng lo quên đi, trời sẽ không mưa mãi đâu. Chúng ta hãy hy vọng chỉ là một cơn mưa rào nhỏ thôi, và chúng ta sẽ sớm quay trở lại chuyến dã ngoại của mình. Dạ, mình cũng mong thế. Mưa này đi đi nào, chờ bao giờ ở lại nơi này. Tớ với Wendy muốn ra ngoài. Mưa hơi hay đi đi. Ô mưa rồi, đổ mưa rồi. Trời mưa rồi, chán thật mà. Ôi mưa rồi, đổ mưa rồi. Này, con
nghĩ tiếng hát của chúng ta đang giúp bầu trời quang đãng. Chúng ta hãy hát cùng nhau và xem điều gì xảy ra. Ồ, ý hay đấy. Mưa này mưa trên trời, nhanh đi nào hay khô nhanh nào. Mây mù bay đi nào, ôi mưa trên trời cao. Mặt trời ôi trong kia, ngay bây giờ chúng ta vui nào. Chơi chạy nhảy nhót nào, thấy không đó mặt trời. Woohoo! Tuyết, đã đến lúc mình đi dã ngoại rồi. Thấy chưa, tôi đã nói với bạn rằng trời sẽ không mưa mãi mà. Yay! Mưa này đã đi rồi, đi ra ngoài phơi chơi bây giờ. Chơi đùa suốt cả ngày, mưa gió đã đi qua. Mưa này đi qua rồi, mưa này đi qua rồi. Yay! Woohoo! Này mọi người, con muốn ngủ lại chỗ của tôi không? Tất cả chúng ta hãy cùng ôm nhau ngủ, có thể hơi chật chội. Vâng. Alo, alo, a, alo. Thử mic 1, 2. Oh yeah. Mình có bé ở trên giường và một cậu nói rằng hay lăn nào, hay lăn nào. Rồi tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Chính cậu bé ở trên giường, cậu lớn hơn nói rằng di chuyển nào, di chuyển nào. Rồi tất cả đi đi và một bạn lăn quay. Tóc cậu bé ở trên giường, cậu tóc tợn nói rằng lướt qua nào, lướt qua nào. Rồi tất cả lướt qua và một bạn lăn quay. Oh yeah. Mấy cậu bé ở trên giường và một cậu nói rằng hãy lật nào, hãy lật nào. Rồi tất cả lật quay và một bạn lăn quay. Sau cậu bé ở trên giường và cậu nhỏ nói rằng chúng ta bò, chúng ta bò. Rồi tất cả bò lăn vào một bạn lăn quay. Ồ bé yêu. Bạn có biết là cái giường này không đủ lớn cho 10 người chúng ta không? Năm cậu bé ở trên giường và một bé to mồm đẩy xô nào, đẩy xô nào. Rồi tất cả xô xô vào một bạn lăn quay. Oh yeah. Một cậu bé ở trên giường, một cậu bé vui đùa nhúc nhích nào, nhúc nhích nào. Rồi tất cả nhúc nhích và một bạn lăn quay. Ba cậu bé ở trên giường, cậu bé nghịch nói rằng chúng ta lật, chúng ta lật. Rồi tất cả lật quay và một bạn lăn quay. Cậu ấy đã làm. Hai cậu bé ở trên giường, cậu hiền lành nói rằng hãy lăn nào, hãy lăn nào. Rồi tất cả lăn quay và một bạn lăn quay. Giờ có một bạn ở trên giường và cậu ấy nói rằng ngủ ngon. Chào các bạn buổi sáng. Chắc rằng đêm qua ngủ rất ngon. Yeah, và một giấc ngủ siêu tuyệt vời. Này, mấy giờ rồi? 8:30 rồi và bắt đầu đi học lúc 9:00. Ô, cậu ơi, tốt hơn hết là chúng ta sẵn sàng đến trường nhanh. Ô, mình biết, hãy làm người hướng dẫn để tất cả chúng ta có thể nhanh chóng sẵn sàng. Ý kiến hay, xem tớ làm và những gì tớ làm nhé. Dọn dẹp giường mình chúng ta hay làm, sang thức dậy chúng ta làm. Dọn dẹp giường mình chúng ta hay làm, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Dọn dẹp giường mình chúng ta hay làm, sang thức dậy chúng ta làm. Dọn dẹp giường mình chúng ta hay làm, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Được rồi các bạn, làm tốt lắm, những chiếc giường đã được dọn. Làm gì tiếp theo nào? Oh, tớ biết, đã đến lúc làm mọi thứ tốt đẹp và sạch sẽ. Hãy đi theo tớ. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, tớ hay làm. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, tớ hay làm. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Này, nhìn tớ này.
Này bà cụ mình hay đánh răng nào, đánh răng nào, đánh răng nào. Này bà cụ mình hay đánh răng nào, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Này bà cụ mình hay đánh răng nào, đánh răng nào, đánh răng nào. Này bà cụ mình hay đánh răng nào, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Được rồi các bạn, những chiếc răng nhìn trắng như ngọc, thật thú vị, nhưng chúng ta phải tiếp tục di chuyển nếu muốn bắt kịp xe buýt của trường. Đúng rồi, bây giờ theo chỉ dẫn của tớ nhé, đi nào. Này bà cụ mình chải tóc đi nào, tóc của mình, tóc của mình. Này bà cụ mình chải tóc đi nào, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Này bà cụ mình chải tóc đi nào, tóc của mình, tóc của mình. Này bà cụ mình chải tóc đi nào, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Này, xem mình nè. Buộc giày của mình mỗi sáng đi học, với đôi giày sang đi học. Buộc giày của mình mỗi sáng đi học, mỗi sáng đi học bạn ơi. Buộc giày của mình mỗi sáng đi học, với đôi giày sang đi học. Buộc giày của mình mỗi sáng đi học, mỗi sáng đi học bạn ơi. Xe buýt, đi nào các bạn. Đừng quên bữa sáng của các con. Nào nào hãy cùng đi đến mái trường để đi học. Nào nào hãy cùng đi đến mái trường, mỗi sáng đi học bạn ơi. Nào nào hãy cùng đi đến mái trường để đi học. Nào nào hãy cùng đi đến mái trường, mỗi sáng đi học bạn ơi. Oh, tôi thích chơi ăn mặc như những chú mèo con. Yeah, mèo con là tuyệt nhất. Này các bạn, chúng ta đã để găng tay ở đâu vậy? Tôi nghĩ rằng Nico đã có chúng. Không, tôi nghĩ Mark có chúng. Không, không phải tôi. Ồ, chúng ta sẽ giải thích điều này như thế nào với ba mẹ của chúng ta đây? Ba chú mèo này là mất tất của mình và chúng khóc liên thật to. Mẹ ơi con sợ vì mất tất rồi, ôi thế làm sao? Gì mất tất rồi à? Nghịch quá đó bé mèo. Thế banh đó chẳng được cho. Mèo 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 mèo, banh chẳng được mẹ cho. Mèo 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 mèo, banh chẳng được mẹ cho. Không có bánh, nhưng bánh là bữa tối yêu thích của tôi. Cậu này, tôi hy vọng chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy những chiếc găng tay đó trước khi về nhà. Nhìn nè, tìm thấy chút rồi. Woohoo, woohoo, yeah, woohoo. Ba chú mèo này tìm thấy tất của mình và chúng bắt đầu cười tươi. Ba ơi ba à, tìm thấy thấy rồi, tìm thấy tất rồi nè ba. Tìm thấy tất rồi à, thật tốt đó bé mèo, thế banh đó dành phần con. Mèo 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 mèo, banh sẽ dành phần cho. Mèo 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 mèo, banh sẽ dành phần cho. Tuyệt vời, có vẻ như banh đã trở lại trong thực đơn các bạn ạ. Chúng ta đói bụng. Ba chú mèo này mặc chiếc tất vào này, trông rất ấn tượng mẹ ơi. Mẹ thân yêu này giờ bé rất sợ vì tất bẩn rồi mẹ ơi. Của con bị gì vậy? Nghịch quá đó bé mèo, chắc là lăn ở dưới bụng. Mèo 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 mèo, bụng chung con này vừa lăn. Mèo 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 mèo, bụng chung con này vừa lăn. Ôi không, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhanh lên, chúng ta hãy giặt chúng ở đây. Ba chú mèo này giặt chiếc tất của mình để kiếm bánh của mẹ cho. Mẹ thân yêu này nhìn đây xem này, tất đã sạch và khô. Vì tất sạch rồi à, được lắm đó bé mèo, thấy bánh đây dành phần con. Mèo 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 mèo, bánh đó được mẹ cho. Ba chú mèo này giặt chiếc tất của mình để kiếm bánh của mẹ cho. Mẹ thân yêu này nhìn đây xem này, tất đã sạch và khô. Vì tất sạch rồi à, tuyệt lắm đây bé mèo, thế banh đây dành phần con. Mèo 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 mèo, giờ hãy ăn bánh đi thôi.
Cảm ơn cô vì sẽ hướng dẫn chúng em dạo chơi ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy cô? À, điều đó còn tùy. Nhớ những gì chúng ta đã học trong lớp về việc nói có với những ý tưởng mới và thú vị không nè? Dạ nhớ. Tốt lắm. Các em ơi thích Hồng nhảy không? Có. Các em ơi thích đi Pháp không? Dạ. Các em ơi đi xe đạp nhé. Thích đấy cô. Đi bộ có thích không? Dạ có. Nói có thật vui. Vâng, tuyệt vời. Xây ngôi nhà ở trên cây nhé. Có. Cho chú chuột đói đó ăn nhé. Dạ. Lái xe đi một chút thôi nhé. Thích đấy cô. Hãy đập tay thật to. Dạ cô. Nói có thật tuyệt bạn ơi. Nói có thật tuyệt quá đi. Nói có thật tốt nhất đây. Cơ o có sắc có. Có được thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có. Thật là tuyệt vời. Nói có làm tôi cảm thấy vui vẻ. Chúng ta trượt trên băng nhé. Có. Và hãy nhớ những gì tuyệt vời. Dạ. Chúng ta hãy trồng cây con nhé. Thích đấy cô. Chúng ta uống một tách trà nhé. Dạ cô. Nghệ thuật và thủ công nhé. Vâng. Đi thuyền buồm các em nhé. Dạ. Chúng ta nướng một ít bánh. Thích đấy cô. Hãy dụ dỗ chú rắn này. Dạ cô. Nói có thật tuyệt bạn ơi. Nói có thật tuyệt quá đi. Nói có thật tốt nhất đây. Cơ o có sắc có. Có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có. Tốt. Khi thấy các em thích nói đồng ý, hãy tiếp tục cố gắng tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu nhất có thể. Dạ. Các em muốn sáng tác bài thơ? Có. Trước khi đi về nhà. Dạ. Các em có thích chơi yo-yo? Thích. Chụp những bức ảnh ngớ ngẩn? Dạ có. Nói có thật tuyệt bạn ơi. Nói có thật tuyệt quá đi. Nói có thật tốt lắm đây. Cờ o có sắc có. Có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có. Được rồi hai con, đến lúc đi tắm rồi. Tiến đi, con có thể giúp mẹ chuẩn bị cho hai em tắm được không? Chắc rồi. Thôi nào các em, đi tắm thật là vui lắm đó. Để chị chỉ cho các em. Tắm rồi là lúc thích ghê, là lúc chúng ta vui đùa. Đến đây ta bọc bóng đi, thân trong bé. Chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm thật sạch bé ơi. Chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm thật sạch bé ơi. Con nghĩ mẹ sẽ làm việc này. Hẹn gặp lại các em, tắm rất là vui. Làm tốt lắm Vinh đi, giờ hãy làm cho các em sạch sẽ hơn. Tắm rồi là lúc thích ghê, là lúc giúp cho ta sạch. Hãy cha xà phòng khắp nơi, làm cho đến khi sang sạch. Làm sạch tóc bằng xà phòng, ta bột đi xà với nước, giữ gìn đôi mắt của ta có thể đau làm bạn khóc. Chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm thật sạch bé ơi. Tắm rồi là lúc thích ghê, cùng chơi với cao su vịt. Rửa sạch đồ chơi chúng ta, rửa đi bé xe của mình. Bọc biển chung giúp sạch hơn, rửa sạch đi bạn ơi làm đi. Rửa thật sạch không quên nha, xả một lần thêm lần hai. Chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm thật sạch bé ơi. Chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm đi bé, chà rửa tâm thật sạch bé ơi. Mẹ ơi, chúng ta đã làm tất cả chúng đều sạch sẽ và thơm tho. Không thể làm
con quên đi. Bây giờ thử thách tiếp theo là đưa những cặp song sinh nghịch ngợm này lên giường. Ôi cậu bé, con chưa nghĩ đến điều đó.